Sáng nay 14 tháng 9, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un đã tiếp đón thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu tại thủ đô Bình Nhưỡng và thảo luận về việc tăng cường đối thoại chiến lược giữa hai nước. Theo KCNA, ông Kim Jong-un và ông Shoigu đã trao đổi về nhiều vấn đề liên quan đến tình hình trong khu vực và thế giới, đồng thời đạt được sự đồng thuận đáng kể về các vấn đề, bao gồm hợp tác nhiều hơn để bảo vệ lợi ích an toàn chung. Ông Kim cho biết Triều Tiên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Nga theo quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Chuyến thăm của cựu bộ trưởng quốc phòng Nga Shoigu diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng và Moscow đang tăng cường hợp tác quân sự và các lĩnh vực khác. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ khả năng Ngoại trưởng Triều Tiên cho Son Hui đến thăm Nga.